Trương 717, lấy trộn tác phẩm. Mục Văn Thanh lắc đầu nói, sao có thể so với mộ phàm được, vẫn là kém xa lắm. Quản lý trịnh biết chủ tịch của mình đối với vị phó chủ tịch mới nhậm chức này có nhiều tán thưởng, vội mở miệng nói, đó là điều đương nhiên, chẳng qua là phong cách có chút tương tự, có điều rõ ràng là non nớt hơn nhiều lắm. Nghe vậy Mục Văn Thanh nhìn vị trí chống bên cạnh mình, mộ phàm đâu? Sao còn chưa tới? Phó chủ tịch nói là trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, đang xử lý, sắp qua tới rồi. Cái gì? Tai nạn xe cộ sao? Chân mày một văn thanh nhất thời nhíu chặt. Quản lý trịnh vội mở miệng nói, chủ tịch ngài không cần phải khẩn trương, người không có việc gì, chính là xe bị hư mà thôi, bây giờ tôi đi ra ngoài đợi phó chủ tịch. Quản lý trịnh tạm thời dời chỗ cũng không có đưa tới điều chấn động gì cả. Thẩm mộng kỳ mới vừa xuất hiện ở trên sân khấu, phía dưới chính là từng tiếng khen ngợi vào lúc này mọi người đang rối giết vỗ tay tán dương không hổ là tác phẩm đỉnh cao của hà tổng giám quả thật lợi hại cái loại sáng tạo này động não này không phải là người bình thường có thể nghĩ tới được đâu mới vừa rồi ngay cả chủ tịch buổi tiệc cũng đều gật đầu rồi hà tuấn thành vui tươi hớn hở đón nhận tất cả lời ca ngợi các vị quá khen rồi chúc tài mọn không đáng nhắc đến đúng lúc này trong tiếng tán dương xôn xao đột nhiên một thanh âm bất ngờ vang lên a à, lúc nào phong cách hiệp hội thời trang lại thấp như vậy rồi hả thậm chí ngay cả loại người vô sĩ ăn trộm tác phẩm của người khác cũng có thể đàng hoàng công khai lên sân khấu tiếp nhận sự ca ngợi của mọi người âm thanh người đàn ông khoan thai trong đó lộ ra mấy phần bất cần đời tràn đầy dễu cợt và vẻ khinh thường bởi vì tiếng nói này đột ngột vang lên làm cho đám người yên lặng một giây vẻ đắc ý trên mặt Hà Tuấn Thành cứng ngắc, vẻ mặt âm u nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Diệp Mộ Phàm vẫn là tóc rối bời, người mặc quần áo nhăn nhúm, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, hoàn hảo mà đứng ở nơi đó. Diệp Mộ Phàm, anh ta lại còn có can đảm tới đây sao? Được, rất tốt. Không cần Hà Tuấn Thành tự mình mở miệng, đã có người tức giận lên tiếng mắng chửi, ở đâu ra cái kẻ bụi đời này vậy, lại có thể ác ý vỉ bán danh tiếng của hiệp hội thời trang, còn nói xấu ở trong hiệp hội nhà thiết kế của chúng ta có kẻ trộm. Người đã gặp qua hình dáng thật sự của Felix không có mấy người, cộng thêm mọi người đang nhìn thấy bộ dáng bất cần đời này của Diệp Mộ Phàm, đương nhiên sẽ không đem anh ta coi ra gì. Người này là ai? Tại sao lại nhìn có chút quen mặt vậy? Mọi người không biết sao? Người ta là đại thiếu gia của tập đoàn Diệp thị thái tử ra của giải trí hoàng thiên, diệp mộ phàm đó. Đệt! Đó chính là người không học vấn không nghề nghiệp kia sao? Anh ta làm sao lại chạy tới chỗ này vậy? Nghe nói trước kia anh ta ở tại tụ tinh làm việc vặt cho Hà Tuấn Thành, sau đó bị sa thải, đoán chừng là ghi hận trong lòng. Cho nên chạy tới đây gây chuyện đó. Người này cũng quá vô sĩ đi. Chờ mọi người mắng chửi hết lời, Hà Tuấn Thành mới đứng dậy không nhanh không chậm mở miệng nói dịp thiếu ban đầu nhìn anh bị đuổi ra khỏi nhà lưu lạc nơi đầu đường xó trợ chúng tôi thấy anh đáng thương nên mới thu nhận anh để cho anh cùng ở bên cạnh tôi làm việc vặt nhưng bởi vì anh thật sự không có thiên phú lại không chịu làm việc cho giỏi vì công bằng tôi cũng chỉ có thể sa thải anh dù sao công ty cũng phải kiếm tiền không nuôi người rảnh rỗi ai biết anh không chỉ không biết hối cãi còn chạy tới nói xấu tôi điều này điệu bộ vẻ mặt Hà Tuấn Thành đau lòng không thôi, Diệp Mộ Phàm cũng không nói chuyện nữa, cứ lặng lặng ở đó nhìn hắn ta biện minh, Ồ, tôi không có thiên phú. Vậy ai có thiên phú, anh sao nhà thiết kế lớn Hà Tuấn Thành người chỉ có thể dùng tác phẩm của người khác làm thành của mình. Hà Tuấn Thành đang chờ anh ta nói lời này, lập tức ha ha nở nụ cười, Diệp Thiếu, anh nói tôi lấy trộm tác phẩm của người khác, anh nên nói rõ một chút, vậy tôi lấy trộm, là tác phẩm của ai? Trương 718, cô nói anh ta là ai? Diệp mộ phàm hai tay ôm ngực, không chút nghĩ ngợi mở miệng, dĩ nhiên là tôi. Phúc ha ha. Phế vật này mới vừa nói cái gì vậy? Diệp mộ phàm vừa dứt lời, mấy nhà thiết kế chung quanh Hà Tuấn Thành nhất thời cười ầm lên. Diệp mộ phàm, e rằng đầu óc của anh có vấn đề. Hà Tổng Giám của chúng ta lấy trộn tác phẩm của anh sao? Anh cho rằng anh là ai? Trời, đường đường là tổng giám giải trí tụ tinh của chúng ta, mà lại cần lấy trộm tác phẩm của một người làm việc vặt như anh sao, anh thật sự là biết tự rác vàng lên mặt mình mà. Hà Tuấn Thành hoàn toàn không cần tự mình ra tay, mọi người ở đây một người một mụn nước miếng cũng đủ để dìm chết dịp mộ phàm rồi. Hừ, bảo an đâu? Mấy người làm việc thế nào vậy? Có người không có thư mời trà trộn vào rồi cũng không biết. Còn tùy tiện để anh ta gây chuyện như vậy nữa sao? Đúng vậy. Còn không nhanh chóng đem người đuổi ra ngoài cho tôi. Bên này tiếng động ồn ào quá lớn, rất nhanh đã kinh động đến nhân viên làm việc. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Một cô gái ăn mặc rất nghiêm túc hoang mang chạy tới, sau khi nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, ánh mắt nhất thời sáng lên, quản lý Trịnh vẫn đang liên tục tìm. Lời nói của cô gái còn chưa dứt thì bị một nhà thiết kế tóc dài bên cạnh cắt đứt, người này. Không có thư mời trà trộn vào trong đây làm loạn. Bởi vì ghen tị với Hà tổng giám của chúng ta, còn bêu xấu anh ấy lấy trộm tác phẩm của mình. Các cô làm việc như thế nào? Còn có thể quản lý được hay không vậy? Tất cả mọi người chung quanh không biết chân tướng đều đang xem náo nhiệt, tụ ba tụ năm thì thầm với nhau. Cái cái gì? Anh ta vào đây để gây rối. Ghen tị với Hà tổng giám. Nhân viên làm việc một mặt mê man, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt của người tóc dài kia vô cùng lạnh lùng nói, không sai. Không tin cô kiểm tra một cái xem thử anh ta có thư mời hay không là biết được thực hư sự việc. Hai, thôi quên đi. Vẻ mặt Hà Tuấn Thành như khoan dung nói. Người tóc dài này vì muốn định bợ Hà Tuấn Thành, mặt đầy đại nghĩa cao giọng nói, sao có thể đơn giản như vậy được, loại người bại hoại thế này ở giới thời trang, cũng dám bước chân vào cửa chính hiệp hội thời trang của chúng ta sao quả thực là làm bẩn hiệp hội mà nhân viên làm việc nghe vậy sắc mặt có chút khó mà hình dung được nhìn đám người hà tuấn thành vẻ mặt giống như nhìn người ngoài hành tinh rồi nói vị tiên sinh này quả thật không có thư mời tóc dài nghe xong nhất thời càng hăng hái hơn đắc ý mở miệng tôi nói nha anh ta cho các anh chỗ tốt gì mà các người làm việc cẩu thả để cho anh ta đi vào đây một cách tự ý như thế vậy nhân viên làm việc bị người này dùng thái độ hùng hổ dọa người cũng kích động thêm vài phần tức giận lạnh lùng quét mắt nhìn đám người hà tuấn thành sau đó từng chữ từng chữ mở miệng nói vị tiên sinh này là phó chủ tịch hiệp hội thời trang của chúng ta cũng là một trong những người chủ trì buổi tiệc ngày hôm nay dĩ nhiên là không cần thư mời xin hỏi các người đối với chuyện này có vấn đề gì không trong nháy mắt tiếng nói của nhân viên làm việc vừa dứt hiện trường một mảng yên lặng như chết vẻ đắc ý trên mặt người tóc dài hoàn toàn cứng ngắc, con ngươi của Hà Tuấn Thành trợt co rút nhanh, đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt cứng đờ nhìn sang Diệp Mộ Phàm. Thẩm Mộng Kỳ trên sân khấu dù bận rộn nhưng vẫn ung dung xem náo nhiệt trong nháy mắt thân thể của cô ta cũng cương cứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trợt trắng nhợt, không cách nào tin tưởng nhìn về phía Diệp Mộ Phàm. Cô gái kia mới vừa rồi. Nói cái gì vậy? Phó Chủ tịch Hiệp hội Thời trang. Diệp mộ phàm sao? Lúc này, Hà Tuấn Thành thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, trật vật mở miệng hỏi, cô. Cô mới vừa. Mới vừa nói cái gì? Cô nói anh ta là ai? Nhân viên làm việc liếc hắn ta một cái nói, đây là Phó Chủ tịch Hiệp hội Thời trang mới nhận chức của chúng tôi, Felix Tiên Sinh. Chính là người mà mấy người mới vừa nói không có thư mời tùy tiện trà trộn đi vào, còn làm bẩn người của Hiệp hội Thời trang. Tất cả mọi người. Chương 719, bị chứng vọng tưởng. Hà Tuấn Thành được cực nuốt nước miếng, cả người cũng đã choáng váng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Diệp Mộ phàm chính là Felix. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là nhầm lẫn chỗ nào. Trong lúc mọi người ở đây chố mắt nhìn nhau, quản lý Trịnh đã vội vã chạy tới, "Trời ạ. À! Phó chủ tịch đại nhân. Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi." tôi nãy giờ ở cửa chờ ngài tại sao không thấy ngài quần áo cũng đã giúp ngài chuẩn bị xong ngài nhanh chóng đi đổi đi dường như phát hiện bầu không khí bên này có gì đó không đúng lắm quản lý trịnh mờ mịt mở miệng nói thế nào vậy đã xảy ra chuyện gì sao à đúng rồi hà tổng giám anh không phải là muốn tìm phó chủ tịch của chúng tôi sao chính là vị này đó nói xong nhìn diệp mộ phàm mở miệng nói felix đây là hà tổng giám của giải trí tụ tinh trên sân khấu chính là Thẩm Mộng Kỳ tiểu thư của giải trí tụ tinh, mấy người này đang muốn nói chuyện với ngài về chuyện hợp tác tại tuần lễ thời trang lạc lâm. Diệp Mộ phàm tiện tay kéo một mảnh cây cỏ dính trên tay áo của mình xuống đáp, "Ồ, thật sao?" Vào giờ phút này, Hà Tuấn Thành và Thẩm Mộng Kỳ trong lòng đã muốn chết, lại nghe được lời này của quản lý Trịnh, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Quản lý Trịnh đều đã tự mình mở miệng, bọn họ bây giờ muốn không tin cũng không được. Mới vừa rồi quản lý Trịnh nói Felix ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên Diệp Mộ Phàm mới có thể có cái bộ dạng này xuất hiện. Cho nên, bọn họ phí hết tâm tư muốn mời nhà tạo mẫu Kim Bài, dùng quyền thế muốn tạo quan hệ với Felix. Lại chính là tên phế vật Diệp Mộ Phàm kia sao? Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Mộ Phàm vẫn đang trong tình trạng bị Hoàng Thiên Phong sát, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lăn lộn đến nước này được? thẩm mộng kỳ đứng ở trên sân khấu hung tợn trừng mắt hà tuấn thành diệp mộ phàm chính là felix tại sao chuyện quan trọng như vậy hắn ta cũng không biết vào lúc này hà tuấn thành thật sự là có khổ khó nói hắn ta làm sao có thể đem felix cùng diệp mộ phàm liên tưởng với nhau được cơ chứ nhưng mà sự tình khó giải quyết hơn còn đang ở phía sau phía trước sắc mặt của chủ tịch hiệp hội thời trang mục văn thanh lạnh lùng nghiêm túc tức bước đi tới nói mộ phàm cậu mới vừa nói, thiết kế này của Hà Tuấn Thành, là tác phẩm lấy trộm của cậu, cái này là chuyện gì vậy? Diệp mộ phàm nhìn một văn thanh trả lời, dạ thầy, không có chuyện gì lớn đâu, chính là trước đây không lâu, em có làm mất đi một quyển bản thảo, không nghĩ tới, hóa ra là được Hà Tổng giám đây nhặt được. Vừa nghe nói như vậy, mồ hôi lạnh trên trán của Hà Tuấn Thành đều chảy xuống từng giọt từng giọt chuyện này. Đây là hiểu lầm. Hiểu lầm chuyện này nếu như mọi người coi là sự thật vậy thì hắn ta coi như đã bị phá hủy mất rồi hà tuấn thành nhất thời nóng nảy quyết định chủ ý không nhận lập tức phản bác cái gì mà bản thảo chứ hoàn toàn không thể nào đây là thiết kế của tôi chủ tịch ngài nhất định phải tin tưởng tôi nghĩ đến chuyện diệp mộ phàm căn bản cũng không có chứng cớ hà tuấn thành dần dần có chút sức lực diệp thiếu anh nói đây là thiết kế của anh xin anh đưa ra chứng cứ anh là lúc nào đánh mất bản thảo? Hơn nữa là ở nơi nào đánh mất? Như thế nào đây? Không lấy ra được đi. Diệp mộ phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, ha ha, chứng cớ. Tôi là người có trí nhớ không được tốt lắm, cho nên không nhớ rõ loại chuyện không quan trọng này. Ý của Hà Tổng giám là Tôi vang uổng anh, ghen tị với tài năng thiên phú của anh, cho nên nói xấu anh. Muốn chiếm đoạt tác phẩm của anh, đúng thế không? lời diệp mộ phàm mới vừa nói ra, Hà Tuấn Thành liền cứng người lại, mà mọi người càng như ông vỡ tổ, dối giết khinh bỉ hướng mắt nhìn Hà Tuấn Thành. Nói đùa sao, người ta đoạt được giải trăm hoa đấy, còn là phó chủ tịch của Hiệp hội thời trang, người như vậy mà cần phải ghen tị với hắn ta sao? Hà Tuấn Thành có phải bị chứng vọng tưởng hay không? Hà Tuấn Thành tức giận, bắt đầu có chút không suy nghĩ mà nói, Diệp mộ phàm anh đừng có ngậm máu phun người. Những tác phẩm này là của tôi. Là tôi thiết kế. Không có chứng cớ liền muốn nói xấu tôi. Vậy tôi có thể nói là anh trộn tác phẩm của tôi đấy. Trương 720, Giây Phút Kinh Sợ Diệt mộ phàm vẽ mặt rộng lượng, không thèm để ý chút nào mở miệng nói, à hà tổng giám, đừng có gấp, tôi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi, cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của anh mà, dù sau đó cũng chỉ là bản tạo hình thiết kế đơn giản thôi, thứ này một ngày tôi có thể cho anh mười mấy cái. Nếu anh để ý như vậy, vậy thì đưa cho anh thôi, không có gì lớn cả, dù sao đã là đồng nghiệp với nhau, nếu anh thích như vậy, tôi cho anh thêm một hai tập bản thảo nữa đều được. Anh, anh, anh. Hà Tuấn Thành thiếu chút nữa bị tức học máu. Diệp mộ phàm luôn miệng không so đo, thậm chí ngay cả chứng cớ cũng không có, thế nhưng lại đem cái mũ lấy trộm tác phẩm chụp lên đầu hắn ta, cộng thêm thân phận của anh ta bây giờ đặt tại nơi này, mọi người dĩ nhiên là tin tưởng lời của anh ta nói rồi trời ạ à, thật không nghĩ tới hà tuấn thành lại là thứ người như vậy không nói tiếng nào liền nhặt được bản thảo tay của người ta rồi chiếm làm của mình đúng vậy à ỷ vào người ta không có chứng cớ liền có thể không sợ hãi sao lại còn nói là felix lấy trộm của hắn ta quá mức lớn mặt mà mọi người mới vừa rồi vây xem đang giúp hà tuấn thành nói chuyện giờ phút này tất cả đều đổi hướng Mới vừa rồi giễu cực Diệp Mộ Phàm thế nào, hiện tại tất cả đều làm y như thế quay sang giễu cực Hà Tuấn Thành. Hiện tại Hà Tuấn Thành cùng Diệp Mộ Phàm giống như ăn mày cùng Phú Hào. Hắn ta là một tên ăn mày, nói Phú Hào người ta trộm tiền của hắn ta, có người nào tin được hay không a? À? Diệp Mộ Phàm nhìn Hà Tuấn Thành bị cả trăm miệng vây quanh công kích cũng không thể bào chữa cho mình được, đáy mắt thoáng qua một tia ý lạnh. A, à, anh ta coi như thuận miệng bị chuyện, vậy thì thế nào? lấy thân phận địa vị bây giờ của anh ta chuyện anh ta cần làm còn cần chứng cứ sao tóm lại hôm nay chỉ một câu nói của diệp mộ phàm đã đủ để cho sự nghiệp đời này của hà tuấn thành bị phá hủy hoàn toàn bởi vì cũng không ai biết tập bản thảo mà trong miệng diệp mộ phàm nói kia rốt cuộc có bao nhiêu tác phẩm mà sau này những tác phẩm mà hà tuấn thành thiết kế ra rốt cuộc có phải là do chính bản thân hắn ta thiết kế hay không hay là trộn từ bên trong tập bản thảo đó thì không có ai có thể biết được về phần thẩm mộng kỳ mặc đồ thiết kế do trộm cắp, cũng không khá hơn chút nào. Một văn thanh dĩ nhiên là đứng ở về phía diệp mộ phàm, tại chỗ tuyên bố đem tên của Hà Tuấn Thành xóa tên khỏi hiệp hội thời trang. Hơn nữa để cho bảo an đưa người đuổi ra ngoài. Trên mặt các nhà thiết kế khác của giải trí tụ tinh cũng không nhịn được, dối dít lặng lẽ chạy trốn. Thẩm mộng kỳ giống như một kẻ ngốc, một người ngơ ngác đứng ở trên sân khấu, không có một người nào muốn tới vì cô ta mà giải vây. Cô ta liền ôm lấy một chút hy vọng nhìn Diệp Mộ Phàm, người đàn ông này mặc dù khổ sở, mặc dù bất cần đời, nhưng đối với cô ta quả thật toàn tâm toàn ý thương yêu, mỗi lần cô ta có chuyện gì, đều sẽ ngay lập tức xuất hiện. Nhưng lần này, Diệp Mộ Phàm từ đầu tới cuối ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn cô ta một cái nào cả. Vào lúc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn bị đám người vây quanh đẩy lên trên, ngay cả sau óc cũng đều không thấy được. Ha ha, được rồi được rồi. Diệp mộ phàm xả dao như cá gặp nước, ánh mắt liếc qua nhìn thấy cách đó không xa một bóng người quen thuộc đi tới, nhất thời sợ đến mức phun ngụm dụ vang ra ngoài. Ông chủ nhà tôi tới rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được xin lỗi không tiếp chuyện được. Làm phiền nhường đường một chút. Diệp mộ phàm vội vàng đem ly dụ trong tay giao cho nhân viên bên cạnh, sau đó vội vã chạy về phía Diệp khoảng ngoãn. Nhìn thấy bộ dáng kinh sợ của Diệp mộ phàm. Bên cạnh quản lý trịnh mặt bất đắc dĩ, tại sao tôi cảm thấy phó chủ tịch của chúng ta mỗi lần nhìn thấy diệp tổng giám đều giống như chuột nhìn thấy mèo vậy một nhân viên khác bên cạnh cũng dở khóc dở cười thật đúng là vậy mà felix bình thường khi tâm tình không tốt lúc đó mặt mũi của ai cũng không để ý nhưng chỉ cần diệp tổng giám nói một câu để cho anh ta đi hướng đông thì không dám đi hướng tây cho nên mới nói vị diệp tổng giám này của quang diệu rốt cuộc có lai lịch gì làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ như vậy á. Chương 721, quá thiên vị đi. Trong vườn hoa nhỏ. Vào lúc này Diệp Mộ phàm quần áo còn chưa kịp đổi, vẻ trục dạ trên mặt hoàn toàn không che giấu nổi, ông Ông chủ. Diệp Quảng Mãn lướt mắt từ trên xuống dưới nhìn anh ta một rồi nói, chuyện gì đã xảy ra? Diệp Mộ phàm hết sức thông minh trực tiếp nhận sai, quảng mãn thật xin lỗi. Anh sai rồi mặc dù khi đó tốc độ xe của anh có nhanh một chút, nhưng chủ yếu vẫn là vì đối phương ở phía trước đi ngược chiều. Nên xe bị đụng hỏng rồi. Có nơi nào bị thương hay không? Chân mày của Diệp khoảng ngoãn nhíu chặt hỏi. Chỉ bị rầy ra thôi. Diệp mộ phàm yếu ớt mà trả lời. Diệp khoảng ngoãn, anh không có việc gì là được rồi. Xe hỏng thì kệ đi. Khoảng ngoãn. Diệp mộ phàm vừa nghe em gái không có trách cứ mình, nhất thời nước mắt lưng tròng. Trước kia Diệp Quảng Mãn đối với anh ta thật sự là quá nghiêm khắc, làm hại anh ta hiện tại vừa thấy được cô thì không kinh sợ không được. Chuyện Hà Tuấn Thành giải quyết thế nào rồi? Diệp Quảng Mãn hỏi. Diệp Mộ Phàm cười nói ngay, yên tâm, đã giải quyết xong xuôi rồi. Hắn ta mới vừa rồi còn muốn để anh lấy chứng cớ ra nữa chứ. Ha ha, thật là hài hước. Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm hơi sáng lên nhìn em gái trước mắt mình, Vãn Vãn, vẫn là em nói đúng, chỉ cần có tiếng nói thì lúc nào muốn đòi lại công bằng cho mình đều được. Thật ra thì trước kia anh ta đã có một đoạn thời gian, ngày qua ngày lòng tràn đầy oán giận, cảm thấy ông trời thật sự rất bất công, hận đời các loại, nhìn công việc tâm huyết của mình bị người khác chiếm đoạt, thế cho nên thiếu chút nữa đánh mất tâm tính của bản thân mình. Cuối cùng, chính lời nói của Vãn Vãn đã làm cho anh ta bình tĩnh trở lại, để anh ta đem tinh lực đặt ở trong tác phẩm của mình. Diệp Quảng Ngoãn nghe vậy, rồi nhìn tinh thần phấn chấn của Diệp Mộ Phàm, sắc mặt cũng nhu hòa không ít, giải quyết là được rồi, buổi tối cùng em về nhà ăn cơm đi. Diệp Mộ Phàm, được rồi. Buổi tối, Diệp Quảng Ngoãn và Diệp Mộ Phàm về đến nhà, Lương Nguyễn Quân làm một bàn đầy thức ăn. Thiệu Đình, anh uống ít thôi. Diệp Thiệu Đình ý cười đầy mặt nói, không có việc gì, hôm nay anh vô cùng cao hứng. Mắt thấy quảng bản càng ngày càng hiểu chuyện, ngay cả mộ phàm cũng bắt đầu chững trạc hẳn lên, sự nghiệp có khởi sắc, trong lòng của ông không khỏi thấy vui mừng và yên tâm. Loại vui mừng yên tâm này, dù có lấy bất kỳ thành tựu nào trước đây mà mình đạt được cũng đều không cách nào so sánh. Là ba có lỗi với các con, để cho các con chịu nhiều khổ cực như vậy. Diệp Thiệu Đình rất rõ ràng. Con đường tương lai phía trước của hai đứa con mình sẽ có bao nhiêu gian nan. Diệp Quảng bản ngọc ngào mở miệng đáp, ba ba đang nói nhăn nội của gì đó, ba là người ba tốt nhất trên thế giới này á. À? Nếu như không phải bởi vì cô, ba của cô làm sao có thể tới bước đường như ngày hôm nay được. Đối với những người trong vòng danh lợi này, thì cốt nhục thân tình không đáng nhắc tới, có bao nhiêu người có thể làm được giống như Diệp Thiệu Đình, vì con gái của mình không một chút do dự nào buông tha hết thảy chứ. Diệp Thiệu Đình nhìn con gái mình, mặt đầy vẻ tự ái, nhưng khi nhìn về phía con trai mình, nhất thời lại nghiêm mặt nói, tiểu tử thúi, cái khuyết điểm này của con rốt cuộc lúc nào có thể thay đổi hả? Ba đã nói bao nhiêu lần rồi lái xe chậm chậm một chút. Thế mà con lại khăng khăng không nghe. Con xem con một chút đi. Xe đắt tiền như vậy, nói phá hủy là bị hủy liền. Chúng ta phải đền bao nhiêu tiền đây? Diệp mộ phàm nghe lời phàn nàn của ba mình xong, nhất thời đau khổ không dứt ôm lấy đầu. Diệp quảng quảng vội mở miệng nói, Ba, là đối phương mượn dụ đi ngược chiều trước, không phải là lỗi của anh trai, huống chi xe đã bị hư rồi, mua thêm một chiếc nữa là được thôi, dù sao chiếc xe kia cũng có chút cũ. Lấy thân phận hiện tại của anh trai cũng nên đổi một chiếc rồi. Diệp Thiệu Đình nghe vậy gật đầu đáp, ừ, khoản ngoãn nói cũng có đạo lý. Diệp Mộ Phàm Diệp Mộ Phàm thật là lệ rơi đầy mặt, ba, ba quá thiên vị đi, con đã nói đi nói lại hơn 100 lần rồi nhưng cũng đều vô dụng, khoảng bản chỉ mới nói một chút ba liền nói đúng 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 không dứt rồi. Chương 722, em đối với anh ấy có ý đồ. Lương Nguyễn Quân phì cười lắc đầu, nhìn con gái và con trai của mình, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hiện tại một nhà bọn họ có thể ngồi ở chỗ này trò chuyện cười nói, thật sự là điều mà bà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt của Lương Nguyễn Quân hơi hơi trầm xuống. Do dự mở miệng nói, "Đúng rồi, Thiệu Đình, ngày hôm qua mẹ có gọi điện thoại qua, nói lúc nào Mộ Phàm và Quảng Quảng có thời gian rảnh rỗi thì đến nhà cũ ăn một bữa cơm." Nghe được lời của Lương Viễn Quân, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời lạnh xuống, "Đến đó làm gì?" "Con không đi." Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt liếc Diệp Mộ Phàm một, chậm giải mở miệng nói, "Khoảng thời gian này anh con tương đối bận rộn, đoán trừng không rảnh, tháng sau đi." "Anh à?" Mấy ngày nay anh nhớ đi trọn chút đồ tặng cho ông nội bà nội. Nhớ để tâm trọng một chút nha. Diệp mộ phàm tức khắc đổi giọng, ung, um, anh biết rồi. Lương Viễn Quân bật cười bất đắc dĩ, mới vừa rồi con trai bà vẫn còn đang nổi điên thế nhưng chỉ mới nghe vãn vãn nói vài lời, kết quả chính nó lại vô cùng nghe lời như vậy. Mặc dù hai người bên kia đối với bà không có khả năng thay đổi ý nghĩ của mình, nhưng bà không hy vọng vãn vãn và mộ phàm bởi vì bọn họ mà bị làm liên lụy với cái tính tính này của ngộ phàm nếu ở chung chỗ với mẹ con dịp y y quá dễ dàng thua thiệt cũng còn may hiện tại có quảng quảng ở bên cạnh hỗ trợ khuyên nhủ ngộ phàm để cho bà an tâm không ít nhìn con gái mình càng ngày càng xinh đẹp và hiểu chuyện trong lòng của lương nguyễn quân so với ăn mật còn ngọt hơn quan tâm hỏi quảng quảng à gần đây con cùng a cửu có khỏe không vì để cho ba mẹ yên tâm dịp quảng quảng gật đầu liên tục ân ân vẫn khỏe con sắp kết thúc việc học ở trường rồi, qua một thời gian ngắn nữa hai đứa con chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài chơi. Diệp mộ phàm nghe xong, vẻ mặt khẩn trương nói, hai người các em một mình đi với nhau sao? Như vậy sao được? Anh cũng phải đi. Không được. Diệp khoảng ngoãn trực tiếp cự tuyệt. Diệp mộ phàm mặt nghiêm nghị, khoảng ngoãn em quá ngây thơ rồi. Du lịch một mình cái gì chứ, tên kia nhất định là có ý đồ gì đó không tốt đối với em. Diệp Quảng quản lý anh trai một, đúng vậy, đương nhiên là có ý đồ, bất quá, là em có ý đồ đối với anh ấy, cho nên, không cho phép anh đi cùng em. Diệp Mộ Phàm Tức chết anh rồi mà. Ngày thứ hai, sự việc được truyền thông và báo chí thêm dầu thêm mở truyền gia bên ngoài. Bất kể là truyền thông hay là người đi đường, tất cả đều nghiêng về Diệp Mộ Phàm, người có tài lại dáng dấp đẹp trai, hiện tại thân phận lại ở vị trí cao, cho nên chỉ có ai không có việc gì để làm rảnh rỗi mới nói xấu anh ta mà thôi. Nếu không phải là nói xấu, vậy khẳng định là thật sự có chuyện như vậy rồi. Trong phòng làm việc, Diệp Quảng Quảng đang tại lật xem tài liệu giám định một nhóm ngọc thạch, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Diệp Tổng Giám. Nhìn người tới, ánh mắt của Diệp Quảng Quảng không dễ dàng phát hiện lóe sáng, Mạng Châu, ngồi đi, có chuyện gì sao? Chống lại ánh mắt của Diệp Quảng Quảng, khuôn mặt nhỏ nhắn của thẩm mạng châu nhất thời đỏ bừng, đứng ở đó do dự hồi lâu, mới nhăn nhó mở miệng nói, cái đó. Diệp tổng giám. Felix anh ta. Có giúp tôi đem đồ vật cho anh sao? Ngón tay của Diệp khoảng ngoãn nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn làm việc. Nghe vậy mở miệng nói, số điện thoại của cô. Mặt của thẩm mạng châu nhất thời đỏ hơn, giọng nói hơi có chút ai oán, người ta đợi cả một đêm, đều không đợi được điện thoại của anh, Diệp tổng giám, anh có phải rất ghét tôi hay không? Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng, hơi có chút nhức đầu nhéo mi tâm của mình một. Loại chuyện cự tuyệt con gái này, cô thật sự đúng là không có kinh nghiệm á. Đương nhiên rồi, cô cũng không có khả năng có kinh nghiệm nha. Đàn ông ngược lại đơn giản hơn, cô có thể không có chút chướng ngại tâm lý nào nói ra khỏi miệng, nhưng đối phương lại là cô gái đáng yêu lại yếu điệu như thế này, cô thật sự không thể hạ quyết tâm làm ảnh hưởng đến cuộc đời của cô gái này được. chương 723, chồng nhìn nơi này nè. Diệp Quảng Mãn suy nghĩ nửa ngày tìm từ, sau đó mở miệng nói, Mạng Châu, cô là một cô gái tốt. Thẩm mạn Châu nhất thời càng vĩ khuất, tôi không muốn anh nói tôi là người tốt. Diệp Quảng ngoãn, hay. Vào giờ phút này, cửa chính truyền thông quan diệu đã được phan bao quanh. Một chiếc xe bảo mẫu dừng lại nơi cửa, một chàng trai mặc tây trang màu đen phong cách anh tức bước đi xuống. Lạc thần vẫn trước sau như một áo sơ mi trắng và quần dinh xuất hiện, diệt mộ phàm bước xuống tiếp sau đó. Phong cách của anh ta đã bắt đầu thay đổi, lại bớt đi một phần cấm dục, một thân trang phục kinh điển, trọc cho những người ái mộ muốn phun máu sôi trào. A a a. Lạc thần lạc thần lạc thần. Lạc thần em yêu anh. Người yêu duy nhất của tôi lạc thần ngôi sao vĩnh viễn không bao giờ quên chồng nhìn nơi này a a a bởi vì kinh long hay được phát sóng hiện tại con người của lạc thần bùng nổ trực tiếp một đường bước vào hàng ngũ diễn viên nam trẻ tuổi ngay ở lúc tiếng thét chói tai của những người ái mộ liên tục vang lên bên trong xe bảo mẫu lại một người đi xuống cung hút vẫn một đầu tóc rối sốc xếp nhuộm màu hoa anh đào nhưng tạo hình từ đầu tới cuối đều đã được diệt mộ phàm sửa đổi qua không còn là hình ảnh màu mè sáng chói làm mù mắt người nhìn nữa mà chú trọng hơn vào tính thưởng thức cùng cá tính khí chất phách lối bướng bỉnh không thay đổi chút nào nhưng đã không có chút gì của vẻ thiếu não nữa hấp dẫn một đám người từ nhỏ đến lớn cung hút sữa sang lại cổ áo mặt coi thường lên tiếng trật trật đầu năm nay phan thật là càng ngày càng không có phẩm vị một mặt nhăn nhó có gì để nhìn đâu chứ nói xong liền mỉm cười hướng về phía những người ái mộ lên tiếng chào chào mọi người cái bộ dáng mỉm cười kia so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn đáng yêu đến bất ngờ còn mang theo mấy phần tà ác câu người nữa chứ chỉ có một từ để diễn tả cảnh này mà thôi quá tuyệt vời a a a a a cung hút cung hút rất đáng yêu tôi muốn sinh con cho anh a à. trời ạ à, trời ạ à. tôi muốn bất tỉnh lấy được nhiệt tình của những người ái mộ xong cung hút cuối cùng mới có chút hài lòng tôi nói hai vị tổ tông của tôi ơi nhanh vào đi thôi. Nếu không chờ lát nữa bảo an đều không ngăn được nữa đâu. Hai người tiểu tình cùng đông tử vội vàng che trở hai người này tiến vào trong cao ốc công ty. Cung hút và lạc thần nhìn nhau đầy vẻ tráng ghét, cũng không nói chuyện, cùng nhau trầm mặt đứng ở chỗ dành riêng trong thang máy. Cung hút từ trước đến giờ là một người không thích gõ cửa. Đến cánh cửa phòng làm việc của Diệp Hoảng Hoảng, trực tiếp soạt một mở cửa ra. Diệp ca, em đã về rồi một giây kế tiếp người ngoài cửa liền nhìn thấy, trong phòng làm việc, thẩm mạng châu đang ôm dịp hoảng hoảng. Cung hút A. Lạc thần. Bốn con mắt, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thật xin lỗi, đã quấy giày rồi. Cung hút là người phản ứng lại nhanh nhất, phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Ôi chao mị ơi, mạnh mẽ như thế a a a a. Mới vừa đóng cánh cửa, cung hút liền bắt đầu gào lên, sau đó hưng phấn không thôi mà ghé sát mặt vào khe cửa với ý đồ nhìn lén. Sau lưng, chân mày của lạc thần nhíu chặt, hiển nhiên là đối với hành vi của cung hút rất không đồng ý, phát hiện tầm mắt khinh bỉ của lạc thần, cung hút liếc cậu ta một, cắt. những cái gì? Giả bộ cái gì? Chẳng lẽ cậu không muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì sao? Anh ta bây giờ lòng vô cùng hiếu kỳ và nổ tung rồi. Rốt cuộc tình huống gì đang xảy ra a? À? Diệp ca không phải là công sao. Làm sao lại cùng thẩm mạng châu. Hử. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc. Dịp quảng quảng quả thật là nhức đầu không thôi, không cần nghĩ cũng biết cung hút cái người não tàn nào đó sẽ hiểu lầm thành cái dạng gì rồi. Thật ra thì mới vừa rồi cái gì cũng không phát sinh, chính là thẩm mạng châu bị cô từ chối sau đó có chút kích động, nhào tới ôm cô một mà thôi. Cô không có chút phòng bị nào, liền bị ôm lấy, ai biết vừa lúc đó, cung hút đột nhiên đẩy cửa phòng tiến vào cơ chứ. Trường 724, kiểu con gái yêu thích. Đúng. Thật xin lỗi. Có phải là gây thêm phiền toái cho anh hay không? Thẩm Mạn Châu một mặt xin lỗi nói. Không có việc gì. Tôi sẽ tự mình giải thích. Diệp khoảng Ngoãn đưa một tờ khăn giấy tới. Một lát sau. Thẩm Mạn Châu từ bên trong đi ra. Cung hút đã sớm trong mòn con mắt, vừa nhìn thấy người đi ra, nhất thời giống như đánh cướp, tay đem người kéo đến góc tối không người bên trong hỏi, ôi chao không nhìn ra được A à Thẩm Mạn Châu, cô thích Diệp ca sao? Thẩm Mạn Châu bị cự tuyệt, tâm tình thật sự không tốt, trừng mắt liếc anh ta một đáp lại, không được sao? Được 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 dĩ nhiên là được. Diệp ca của tôi đẹp trai như vậy, đến cả tôi cũng động tâm, cô thích anh ấy cũng không phải là chuyện rất bình thường sao? Tiến triển như thế nào rồi hả? Cung hút gấp gáp dò hỏi. Thẩm Mạn Châu vẻ mặt đưa đám, chỉ cần nhìn biểu tình liền biết mọi chuyện không có tiến triển thuận lợi liền nói, Diệp Tổng Giám hoàn toàn chính là người không gần nữ sắc. Cung hút. Nghe Thẩm Mạn Châu ai oán than phiền, Cung hút tỏ vẻ, đó là đương nhiên, người ta thích đàn ông Á, cô gái ngốc à. Con người của Cung hút nhanh như chớp chuyển động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ ra một nụ cười đẻo. Hừ hừ, hiện tượng tốt a. À. Hiện tại số lượng con gái thích Diệp ca càng ngày càng nhiều. Không làm được có thể đem Diệp ca kéo trở về đây. Anh ta thực sự rất không thích. Cái người đàn ông khí thế âm trầm đó. Cùng Diệp ca không có chút nào xứng đôi mà. Nghĩ tới đây, cung hút nhìn thẩm Mạng Châu, lời nói ý vị sâu xa mở miệng. Mạng Châu à, cô đã nghĩ cách làm sao để theo đuổi và nắm Diệp ca trong tay mình chưa? Tinh thần mặt mày của Thẩm Mạng Châu đang xa sút nhất thời nhìn sang anh ta hỏi lại, chẳng lẽ anh biết sao? Cung hút vỗ ngực, một mặt kiêu ngạo, đó là điều đương nhiên, tôi chính là nghệ sĩ dưới tay được sủng ái nhất của Diệp Ca, tất nhiên hiểu rõ sở thích của anh ấy nhất rồi. Lạc thần, cung hút trợn mắt nhìn lạc thần, lạc thần làm gì? Cậu có ý kiến gì sao? Vẻ mặt cho dù có ý kiến cũng không thèm phản bác. Lạc thần nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một, không có phản ứng đến anh ta, chỉ bất quá, cũng không tự chủ nhìn cung hút, muốn biết câu trả lời kia. Sở thích của Diệp ca sao? Cậu ta quả thật không biết. Diệp ca rốt cuộc thích gì kiểu con gái gì, anh nói mau đi. Thẩm mạng châu thúc giục. Cung hút nhìn cô ta, chậm rãi mở miệng, cô nói cho tôi biết trước, trước khi cô dùng cách nào để theo đuổi Diệp ca. Mặt của thẩm mạng châu nhất thời đỏ lên, tôi. Tôi để cho Felix giúp tôi đưa số di động của tôi cho anh ấy cung hút hỏi tiếp, sau đó, còn gì nữa không? Thẩm mạng châu đáp, sau đó tôi vẫn luôn chờ điện thoại. Kết quả chờ đến sáng hôm nay cũng không đợi được nữa, tôi liền đến tìm dịp tổng giám. Cung hút vẫn đang chờ nghe tin tức bái quái, nhưng nghe đến đó một mặt đầy thất vọng, không còn. Chỉ có như vậy thôi sao? Thẩm mạng châu dậm chân nói, đúng vậy. Anh còn muốn như thế nào nữa chứ? Tôi để cho Felix giúp tôi làm trung gian, điều này đã lấy hết tất cả dũng khí của tôi rồi đó có được hay không hả? Cung hút than thở, không ngừng lắc đầu khoát tay, ha, không được không được, cái này hoàn toàn không được a. À? Cô có biết diệp ca thích kiểu con gái gì sao? Nói nhảm. Chính là không biết mới hỏi anh mà. Anh rốt cuộc có nói hay không? Đừng thừa nước đục thả câu nữa. Thẩm Mạn Châu tức giận mở miệng. Lại đây, tôi cho cô biết. Cung hút ngoắt ngoắt ngón tay thẩm mạng châu lập tức tiến tới cung hút kéo dài âm thanh thần thần bí bí mà mở miệng tôi cho cô biết dịp ca á thích lãng mạn nha càng lãng mạn càng tốt càng cởi mở càng tốt càng chủ động càng tốt thẩm mạng châu giống như lơ đãng không để tâm nhưng lạc thần cũng đang vĩnh tai lên nghe lén thẩm mạng châu sửng sốt một chút mặt đầy trần trờ hỏi lại anh chắc chắn chứ nhìn bộ dạng của dịp tổng giám Hẳn là thích kiểu người ngọt ngào đáng yêu đơn thuần tự nhiên chứ. Phía sau còn nữa, ta muốn tốn thời gian sửa đổi sửa sang một chút lại phát lên cảm giác thân thể bị móc sạch. Không xác định tổng cộng có thể càng nhiều hơn ít. Ta làm hết sức khắc. Trương 725, làm sao buổi tối lại tới? Cung hút giọng điệu khẳng định nói, sai. Sai hoàn toàn. Cho nên đây chính là lý do cô thất bại đó. Hiểu chưa? Thẩm Mạng Châu vẫn có chút không quá tin tưởng, thực sự sao? Vẻ mặt của cung hút giống như là đang nói chân lý, chính xác trăm phần trăm. Cho nên, yên tâm to gan lên đi cô em của tôi. Thấy cung hút nói khẳng định như vậy, cộng thêm anh ta lại là nghệ sĩ tương đối gần gũi của Diệp Bạch, Thẩm Mạng Châu cuối cùng cũng tin tưởng, vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, tôi còn tưởng rằng Diệp ca thích dè đặt một chút, thì ra là như vậy. Hắc hắc, còn lại, cũng không cần tôi dạy cho cô đi. Hiểu hiểu rồi, cảm ơn cung hút, nếu thành công tôi sẽ cho anh bao lì xì. Thẩm mạng châu biểu tình đương nhiên sẽ trả công nói. Khách khí khách khí. Sau khi thẩm mạng châu rời đi, chân mày của lạc thần nhíu chặt nhìn về phía cung hút, cậu lại đang nói nhăn nói cuội gì đó. Cung hút liếc anh ta một, tôi ở nơi nào nói bậy chứ, cậu biết dịp ta không thích lãng mạn sao? Lạc thần muốn mở miệng, nhưng lại không cách nào phản bác được mặc dù cậu ta là nghệ sĩ của Diệp Ca, Diệp Ca hết thảy đối với cậu ta đều rất hiểu biết, nhưng cậu ta đối với Diệp Ca lại biết rất ít. Sau khi tám chuyện xong, Cung Húc mới đẩy cửa tiến vào. Diệp Ca hắc hắc hắc. Diễn Phúc không cạn nha. Diệp Quảng bản quét mắt nhìn vẻ mặt hề hề của Cung Húc, tiện tay ném tới một tờ báo, qua thông tin trên tờ báo lại là hình ảnh của Cung Húc cùng một nữ minh tinh nào đó. Cung Húc nhất thời không dám coi thường, gào một tiếng kêu lên, Diệp ca, hoang uổng a. À. Lần này là cô gái kia ác ý đụng trạm em. Người ta rất kén chọn đó có được không? Làm sao có thể để ý đến kiểu người này được chứ? Ban đêm, đế cảnh châu trang, Diệp quảng ngoãn lướt mắt nhìn danh sách thẩm định một nhóm vĩ thúy ngọc thạch trên bàn uống trà. Sau đó đem một sấp tài liệu thật dày từ trong tay tư dạ hàng chuẩn bị cho cô tiện tay ném qua một bên. Trước khi cô nói với ba mẹ phải đi du lịch, Thật ra thì chính là cô muốn đi Myanmar một chuyến. Cô ở tại tập đoàn tư thị thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, chính là chọn mua nguyên thạch. Đây là công việc đầu tiên cô làm với vị trí là chủ mẫu tương lai, dĩ nhiên là cực kỳ quan trọng. Bất quá, loại đổ thạch này, đừng nói là cô hiện tại bắt đầu học thêm để bù lại những kiến thức mà mình thiếu, thì coi như cô là chuyên gia cao thủ, cũng không thể nói là có thể kiếm bộn tiền được nhưng cô vẫn lựa chọn nhiệm vụ có độ nguy hiểm rất lớn này. Diệp Quảng Quảng vẫn đang trầm ngâm suy tư, lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hử! Tư dạ hàng nhanh như vậy đã tới. Diệp Quảng Quảng vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa, kết quả, cánh cửa vừa mở ra, lại phát hiện người vừa tới không phải là tư dạ hàng, mà là Thẩm Mạn Châu. Mạn Châu! Nhìn người mới tới, Diệp Quảng Quảng có chút kinh ngạc, cũng còn may là cô còn chưa có thay đổi quần áo. Bất quá, đã trễ như vậy cô ấy còn tới nơi này làm gì? Diệp. Diệp tổng giám. Tôi có thể vào không? Thẩm mạng châu mặc một bộ áo khoác màu đen rộng lớn. Cả người bao lại chặt chẽ. Mời vào. Sau khi vào phòng, Diệp quảng mãn rót cho thẩm mạng châu một ly nước. Mạng châu, trễ như vậy còn qua đây, là có chuyện gì gấp sao? thẩm mạng châu thoạt nhìn tự hồ có chút khẩn trương, bưng ly nước lên ực cực uống hơn phân nửa ly, nghĩ đến lời dặn dò của cung hút, vì vậy cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Diệp ca, anh thực sự không thể suy nghĩ tới tôi một chút nào sao? Diệp quảng ngoãn sửng sốt một chút, hóa ra là vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng ban ngày rõ ràng cô đã nói rất rõ rồi mà, làm sao buổi tối lại tới nữa rồi hả? Trên mặt của Diệp Quảng Quảng xẹt qua một tia hoài nghi, ngay sau đó tính khí vô cùng nhẫn nại mở miệng nói, Mạng Châu, cô hẳn là biết nguyên tắc của tôi đi. Trường 726, mau mặc quần áo vào. Thẩm Mạng Châu gật đầu liên tục, tôi biết, tôi đương nhiên biết đến điều đó chứ, trong giới giải trí này có người nào không biết Diệp Ca Anh không dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ dưới quyền của mình chứ, nhưng Diệp Ca Anh chớ hiểu lầm, tôi không phải là có ý đó, tôi không muốn anh an bài cho tôi bất kỳ gì, cũng không có muốn anh sử dụng quy tắc ngầm với tôi, tôi chỉ là rất đơn thuần, rất đơn thuần. Thẩm Mạn Châu mặc dù không nói ra khỏi miệng, nhưng Diệp khoảng Quảng chỉ cần nghe đến đó thôi đã rõ cô ấy muốn gì rồi. Cô ấy không có ý định chơi đùa quy tắc ngầm. Chỉ đơn thuần muốn ngủ với anh mà thôi. Quả thật là đủ đơn thuần mà. Thẩm Mạn Châu nói xong, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, sau đó đưa tay đang che ở trên đai lưng của áo khoác mình nói diệp tổng giám diệp khoảng ngoảng thấy vậy hơi nhíu mày đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm chỉ thấy một giây kế tiếp tay thẩm mạng châu kéo một áo khoác liền mở ra bên trong thẩm mạng châu lại chính là chống không chỉ mặc một bộ đồ hết sức hấp dẫn nội y tình thú. diệp khoảng ngoảng trong đầu của diệp khoảng ngoảng giống như cuốn lên một trận sóng thần em gái cô cũng quá chủ động rồi đó rõ ràng ban ngày còn đang mất tự nhiên thế nào vào buổi tối lại đột nhiên họa phong đột biến chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này dù là dịp quảng Bảng lãnh đạm lại bình tĩnh vào lúc này cũng trợn tròn mắt mãnh liệt sặc ho lên ngay lúc dịp quảng Bảng bởi vì quá lờ mờ bức bách mà trong đầu ông ông vang rồi thì lạch cạch một tiếng cửa trước đột nhiên truyền tới âm thanh khóa cửa mở ra sau đó là tiếng bước chân quen thuộc. Mẹ nó. Xong đời cô rồi á. Vào lúc này có thể tiến vào phòng, hơn nữa còn có chìa khóa trực tiếp mở cửa, chỉ có thể là một người mà thôi. Chờ dịp khoản ngoãn phản ứng lại đã không còn kịp nữa rồi. Tư dạ hàng đã tức bước đi vào, hơn nữa liếc nhìn tình huống trong phòng khách. Dịp khoảng ngoãn. Trong nháy mắt nhìn thấy rõ hình ảnh trong phòng khách, con ngươi của tư dạ hàng trợt co rút nhanh chóng, sắc mặt khó coi đến cực hạn mà dì quảng quảng lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất nhặt lên cái áo khoác bên cạnh trùng lên người thẩm mạng châu bao kín lại sau đó nhanh như mũi tên vọc tới trước mặt của tư dạ hàng đưa tay ra một biệt lại ánh mắt của tư dạ hàng rồi nói nhắm mắt lại a à, lúc này thẩm mạng châu cũng phát hiện có người đi vào sợ đến kêu lên một tiếng trong phòng khách tình cảnh hỗn loạn giời ạ à, đây gọi là chuyện gì a à? Diệp Quảng Quảng quả thực là sức đầu mẻ tráng mà, một bên đứng như chết nhìn trầm trầm tư dạ hàng không cho anh mở mắt, một bên nhìn về phía thẩm Mạng Châu mở miệng nói, Mạng Châu, cô mặc quần áo xong, bây giờ rời đi, người này là bạn của tôi, sẽ không nói ra đâu. Thẩm Mạng Châu xấu hổ tăng lên, vẫn không quên lời cung hút dặn dò, Diệp Tổng Giám. Tôi, tôi là thật sự là yêu thích anh. Em gái, chớ nói gì nữa cầu xin cô đó cũng còn may là mạng châu còn kiên kỵ đến chuyện trong phòng còn có người khác nên thẩm mạng châu không có chờ lâu nói xong liền mặc quần áo tử tế nhanh chóng rời đi cuối cùng thẩm mạng châu cũng đi rồi dịp quảng quảng thiếu chút nữa hạ canxi sau lưng mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng mấy giây sau dịp quảng quảng nâng mắt nhìn qua chỉ thấy tư dạ hàng vẫn như cũ đứng ở chỗ trước cửa nhắm mắt lại vừa nghĩ tới cảnh mới vừa rồi tư dạ hàng có khả năng thấy được cái gì đó, Diệp Quảng bản dù đang sợ hãi chuyện tư dạ hàng có thể tức giận đều quên sạch, bởi vì chính cô đã giận đến không chịu được nữa. Vì vậy, bạch 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 vọt tới tư dạ hàng. Anh làm sao đi vào cũng không gõ cửa. Cho dù có chìa khóa. Anh giàu gì cũng nên gõ cửa một. Anh thấy được gì rồi đúng hay không? Khẳng định thấy được rồi á. À? Anh thấy được bao nhiêu? hừ tức chết em rồi. mươi 727, trong mắt của anh chỉ nhìn thấy em. Tư dạ hàng mở mắt ra. Không cho mở ra. Em còn đang tức giận đấy. Diệp Quảng Quảng lập tức nói. Thật ra thì, mặc dù Diệp Quảng Quảng là ôm lấy thái độ phát giận trước để bảo vệ mình, nhưng nghĩ đến chuyện tư dạ hàng thấy được cái gì đó, trong lòng cũng không quá thoải mái. Tư dạ hàng lại lần nữa nhắm chặt hai mắt lại, mặt không thay đổi mà mở miệng nói, thu hồi ngay ý tưởng lung tung trong đầu của em lại đi. Anh không thấy những thứ kia đâu. Diệp khoảng mãn biểu môi, gạt người. Rõ ràng chính là thấy được. Nếu không thấy thì tại sao vẻ mặt mới vừa rồi của anh lại đáng sợ như vậy được chứ? Đây hoàn toàn là nói dối không chớp mắt mà. a à không đúng, lúc vào đây anh ấy đang nhắm mắt mà. Bộ dáng tư dạ hàng nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, thật sự là quá dụ hoặc người khác mà. Diệp Quảng Quảng đang suy nghĩ lung tung, tư dạ hàng trầm mặt một hồi sau đó đột nhiên mở miệng, không có, anh chỉ thấy được em thôi. Lẽ ra, đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy một người phụ nữ lấy điệu bộ này xuất hiện trong phòng người yêu của mình. Tức giận hẳn là anh. Kết quả, nha đầu này lại như ác nhân một phen cáo trạng trước, cộng thêm bộ dạng mặt nhỏ nhắn kia vội vã cuốn cuồng ghen tuông, trong nháy mắt làm cho lửa giận của anh dập tắt. Cái này là lần đầu tiên, cô vì anh mà thể hiện sự ghen tuông của mình. Cho dù biết, khả năng này chẳng qua chỉ là do cô muốn phát tiết, nhưng trong lúc tức giận này, cũng không biết có mấy phần thiệt giả, nhưng trái tim, vẫn không nhịn được vì đó lay động. Nghe nói như vậy, dịp Quảng mãn trực tiếp sợ ngây người. a à, thế mà cô còn được tư dạ hàng nói lời tỏ tình cho mình nữa rồi hả? Đây là tình yêu trong truyền thuyết sao? Trong mắt của anh không thấy được người khác chỉ có nhìn thấy em mà thôi thực sự là không dễ dàng được rồi dù sao đây cũng là lần đầu tiên tư dạ hàng nói cô có thể trực tiếp nghe hiểu lời tỏ tình vẫn là cho chút mặt mũi tốt rồi Diệp quảng ngoãn đang chuẩn bị hào phóng tha thứ tư dạ hàng kết quả một giây kế tiếp thì nhìn thấy tư dạ hàng đã mở mắt ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vô cùng có lực uy hiếp rơi vào trên mặt của cô cho nên em giải thích chuyện này đi Diệp Quảng Mãn nhìn ánh mắt bắt đầu muốn hỏi tội của đại ma đầu liền ấp úng đáp, Ê! Thực sự là! Cảm động không quá một giây mà! Diệp Quảng Mãn hoàn toàn không dám động đậy. Cười khổ ha ha mà đứng ở đó nói, bảo bối à, anh sẽ không ăn giấm của một cô gái chứ, đúng không? Vẻ mặt của tư dạ hàng, đã là câu trả lời của anh, không có loại giấm nào anh không thể ăn. Diệp Quảng Mãn cố gắng lấy bình tĩnh đáp, cái này không thể trách em nha, em thề là vào buổi sáng em đã từ chối không tiếp rồi, em cũng không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi như thế nữa. Lại nói thêm là em cũng không thể có chức năng đó a, à, nếu có chắc tỷ cũng sơi dầu kê kê. Cô ấy coi như muốn có quan hệ với em, thì em còn có thể đem cô ấy làm da như thế nào được chứ? Còn có a, à, bởi vì sai lầm của anh là không gõ cửa, dẫn đến chuyện anh lại có thể thấy được thân thể của người phụ nữ khác, em cũng rất tức giận, cho nên chúng ta hòa nhau có thể không? Nghe được câu em cũng rất tức giận này của Diệp Quảng Quảng, thần sắc của tư dạ hàng cuối cùng hòa hoãn mấy phần. Quét mắt nhìn tài liệu giải rắc khắp nơi trong phòng khách, ngay sau đó mở miệng nói, ngày mốt lên đường, em chuẩn bị xong chưa? Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng, a đã tương đối đầy đủ rồi. Tư dạ hàng ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó cầm lên một quyển sách chuyên ngành nói, đều xem xong rồi sao? Thế mà cô không hề để ý đến câu hỏi của tư dạ hàng. Chỉ một mực bày ra tư thế anh phải bồi thường cho cô. Nhất thời mặt dịp quảng mãn đầy đau đớn đến mức không muốn sống nữa nói, ư, đừng a, à, những ngày qua em vẫn luôn nhìn những thứ này, đầu của em cũng sắp hỏng luôn rồi, hiện tại em chỉ muốn nhìn anh thôi nha. Kết quả, tư dạ hàng lại có thể cũng không màng đến chuyện đó nữa, gọi cô qua nói, lại đây. Dịp quảng mãn nhanh chóng thề thốt nói, bảo bối, anh yên tâm đi, nếu em đã dám từ trong tay Tần Nhược khi đoạt lấy nhiệm vụ này, thì chắc chắn sẽ không để cho anh thất vọng đâu. Nhất định sẽ làm cho anh thỏa mãn. Thật đấy. Chương 728, kỹ thuật diễn xuất vô cùng cao siêu. Thật ra thì, cũng không thể trách chuyện tư dạ hàng không yên tâm về cô được. Kiếp trước tư dạ hàng phí tâm phí sức vì cô mà chuẩn bị bao nhiêu con đường nhưng tất cả đều bị cô làm bậy làm hỏng. Nhưng lần này, cô tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Ngày hôm sau, trong phòng học tập đoàn tư thị, tư dạ hàng ngồi ở ghế chủ tịch, bên tay trái là dịp quảng quảng một thân mặc đồ công sở màu xanh. Tay nắm tay lâu như vậy rồi ai cũng đã biết đến mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên tư dạ hàng chính thức mang dịp quảng quảng đến công ty. Hơn nữa chức vị còn là trợ lý đặc biệt của anh nữa chứ tư dạ hàng để cho cô muốn nhúng tay vào ngành nào cũng được, muốn cô có thể trong thời gian nhanh nhất quen thuộc với tình hình bên trong của công ty, tích lũy kinh nghiệm cùng mối quan hệ giao thiệp với người khác. Chào mọi người, sau này còn xin được chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Quảng mãn tự nhiên hào phóng đứng dậy, đơn giản lên tiếng nói chuyện. Bởi vì hiện tại có tư dạ hàng ở nơi này, cho nên bất kể người nào ở phía dưới kia có tâm tư yêu ma quỷ quái trong lòng hay có ý tưởng không tốt gì, thì trên mặt tất cả mọi người đều vẫn thể hiện sự nhiệt tình hoan nghênh. Tần Nhược Hy là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Bởi vì thân thể của tư tổng không thích hợp với bôn ba đường dài, lần này đi bên Myanmar là do tôi thay mặt xuất ngoại. Diệp Quảng Ngoãn mở miệng nói. Chuyện đi Myanmar vốn đã chỉ định Tần Nhược Hy, nhưng bây giờ lại bị Diệp Quảng Ngoãn chặn ngang một cước đoạt mất. Tần Nhược Hy bộ dạng lại không có chút nào khó chịu, vẻ mặt bình thường mở miệng nói, lần đi thu mua ngọc này, bên tôi đã chuẩn bị không ít tài liệu, thị trường điều tra cũng đã làm một chút, trợ lý Diệp nếu có cái gì không biết, có thể bất cứ lúc nào tới hỏi tôi. Lời này vừa nói ra, không phải là đang muốn nhắc nhở mọi người, Diệp Quảng Quảng là đang muốn cướp công lao của cô ta sao? Diễn xuất của Tần Nhược Hy đã phô ra, Diệp Quảng Quảng tự nhiên cũng đi theo, làm như vẻ cái gì cũng đều không rõ đáp, ha ha, cảm ơn Tổng Giám Tần, tôi đây sẽ không khách khí phía dưới những người ủng hộ Tần Nhược Hy, nhìn thấy Diệp Quảng quảng lớn lối như vậy, vào lúc này cũng gần như không đè ép được lửa giận của mình nữa, nhưng nhìn tư dạ hàng đang nhàn nhạt ngồi đằng trước, liền dung như cầy sấy ngay cả một giấm cũng không dám thả, chỉ có thể người sau theo người trước nói lấy lời hay. Mặt của Diệp Quảng quảng lạnh đi trông thấy, đột nhiên cảm thấy những người quản lý cấp cao này cũng không dễ dàng, không chỉ nghiệp vụ phải vượt qua cửa ải. Kỹ thuật diễn xuất còn phải vô cùng cao siêu tư dạ hàng, tan học. Trợ lý Diệp, cô tới phòng làm việc của tôi một chút. Vâng. Mặt Diệp quảng quản đầy vẻ đau khổ, đuổi theo bóng lưng lạnh lùng cứng rắn phía trước. Thầy, khẳng định là đối với cô lại suy nghĩ linh tinh rồi. Đối với cô cứ như vậy không yên lòng sao. Ngày hôm qua đều đã càm giàm với cô đến hơn nửa đêm, bây giờ còn không buông tha cô sao. Mới vừa rồi trong lúc họp, không ai dám nói một chữ, đến lúc không có ai, tất cả những điều muốn nói đều nói ra toàn bộ. Tổng giám tần chính là bị hồ ly tinh như vậy rèn ép sao? Nhìn người phụ nữ có hình dáng yêu tinh quyến rũ đó, đàn ông liền muốn ăn cô ta, coi như là bốt của chúng ta cũng không ngoại lệ. Coi như bốt thích cô ta, vậy cũng không thể thiên vị lợi hại như vậy được chứ. Chuyến đi đến Myanmar lần này, vốn phải là do tổng giám tần đi, cô ta ngược lại tốt rồi, vừa đến công ty liền đem chuyện của người khác đoạt đi tổng giám tần cùng bốt là thanh mai trúc mã, cô ấy đương nhiên là không muốn cùng với cô ta đối địch nha. Trà trà. Đêm khuya, tần ra. Trong sân, để một cổ bàn trà tầm thấp, cạnh bàn trà là một tấm đệm hình tròn để ngồi. Tần Nhược khi ngồi trên tấm đệm đó pha trà. Nhìn Tần Nhược khi với bộ dáng bất động như núi, có người không nén được tức giận. Nhược khi tiểu thư, tay của người phụ nữ kia càng duỗi càng dài, hiện tại thậm chí đã bắt đầu nhúng tay vào công việc của công ty rồi, còn cố ý đoạt chuyện trên tay tiểu thư, thật sự là quá đáng mà. Sắc mặt nguyên sinh âm hiểm nói, nhược hy tiểu thư, tôi đã sớm điều tra, người phụ nữ kia đối với đổ thạch hoàn toàn một chữ cũng không biết. Lại còn nói khoác mà không biết ngượng chủ động xin đi nữa chứ, chúng ta chỉ cần hơi hơi dùng chút thủ đoạn, cũng đủ để cho cô ta đem chuyện này làm hư hại, đến lúc đó. Chương 729 nhất định khiến tiểu thư hài lòng. Tần Nhược Hi nghe vậy, thản nhiên quét mắt nhìn hắn ta, ra lệnh nói, cái gì cũng không cho phép làm. Nguyên sinh nghe xong có chút nóng nảy, cái này đều đã đến mức khi dễ muốn đi lên đầu của tiểu thư rồi, chẳng lẽ tiểu thư còn phải tiếp tục nhịn xuống nữa sao? Mắt thấy thập nhất và phong huyền diệt đi theo phía sau diệt khoảng mãn chiếm hết chỗ tốt, lợi ích của Tần Nhược Hi cũng dần dần chịu ảnh hưởng. Hắn ta đương nhiên cuốn cuồng lo lắng không đợi Tần Nhược Hy mở miệng, tiết lệ ở một bên vẻ mặt khinh thường nói, hừ, ngu xuẩn. Lần này đi đến Myanmar đánh cực ngọc, lúc trước Nhược Hy tiểu thư cũng đã sớm làm vô số chuẩn bị, người phụ nữ kia coi như thành công, thì đó cũng là công lao của Nhược Hy tiểu thư, cùng với cô ta có quan hệ gì chứ? Người của công ty lại không phải là người ngu, sẽ không biết đến điểm này hay sao? Nguyên sinh nghe xong, tâm tình lúc này mới hòa hoãn mấy phần, lẩm bẩm mở miệng nói, đây cũng đúng, cô ta cướp công lao của nhược hy tiểu thư như vậy, sẽ chỉ để cho người khác đối với cô ta càng thêm phản cảm mà thôi. Đáy mắt của tiết lệ thoáng qua một vệt sáng, đến lúc đó chúng ta tùy tiện lợi dụng chuyện này một chút, cũng đủ để cho người có lòng với cô ta mất hết. Tần nhược hy nhấp một ngụm trà, lần này anh đi cùng, nên làm như thế nào, biết không? Tiết lệ vội mở miệng đáp, nhược hy tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định khiến tiểu thư hài lòng đảo mắt đã đến ngày xuất phát. Bên trong phi trường lớn quốc tế, một đám người Diệp Quảng Ngoãn và Phong Huyền Diệp đang ngồi chờ máy bay. Lần này Diệp Quảng Ngoãn đi đến Myanmar, trừ tiết lệ cùng đoàn chuyên gia giám định Ngọc Thạch đi theo. Thì Phong Huyền Diệp, cùng mười mấy thành viên ám đội thập nhất cũng cùng nhau đi theo. Bởi vì lần này hành trình hơi vội vàng, lại là tạm thời quyết định, cho nên đám người Diệp Quảng Ngoãn cũng không có đặt trước máy bay riêng. Chờ khoảng nửa giờ, đám người diệp quảng quảng mới lên chuyến bay đi tới Myanmar. Lúc này trên chuyến bay, trừ người của diệp quảng quảng còn một đôi vợ chồng trung niên mang theo bé trai 11, 12 tuổi. Từ đế đô đến Myanmar, toàn bộ hành trình ước chừng khoảng 5 giờ. Diệp quảng quảng ngồi lên máy bay, ở trong tiếng vang ầm ầm thất cánh của máy bay, ánh mắt của cô nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dần dần ánh vào mí mắt của cô là hình ảnh vạn dặm quang đẳng của trời xanh, từng tia mỏi mệt chạy lên não hai con mắt của cô khép hờ, một phút kia tia hắc ám bao trùm toàn bộ đôi mắt, kiếp trước đã qua trượt tràn vào trong đầu của cô. Kiếp trước, tư dạ hàng cũng bởi vì thân thể bị ốm bệnh, cho nên không có đích thân đi đến Myanmar được, cuối cùng là do Tần Nhược Hy thay mặt đi. Bản thân của Tần Nhược Hy đối với chuyện có liên quan đến đá quý cũng có chút nghiên cứu, cộng thêm lần này là cô ta thay mặt tư dạ hàng đi đến Myanmar thu mua đá quý, cho nên, kiếp trước khi Tần Nhược Hy lên đường, Cô ta đã cố ý tìm hiểu cụ thể rõ ràng đối với giá cả đá quý trên thị trường Myanmar. Có thể nói, kiếp trước Tần Nhược khi đi đến Myanmar lòng tin tràn đầy, nhưng không ai từng nghĩ tới. Khi đó ngành nghề đá quý tại Myanmar dường như xảy ra một chút chấn động. Tần Nhược khi tuy đã làm đủ mọi chuẩn bị trước khi đi đến đó, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống tình cảnh mất hết vốn liếng. Cụ thể chi tiết, Diệp Quan Mạn không có nhớ rõ. Kiếp trước mặc dù cô theo chân đoàn người tần nhược khi cùng nhau đi đến myanmar nhưng đám người tần nhược khi chưa bao giờ để cho cô nhúng tay vào bất kỳ chuyện liên quan đến đá quý nào cả ngay cả trong ngày thường cũng chỉ để cho cô đi theo một bên chưa bao giờ để cho cô tham dự qua bất kỳ vấn đề mang tính thực chất nào cả có thể nói kiếp trước việc quảng quảng đi myanmar chính là một bình hoa di động có cũng được không có cũng được mà thôi đám người tần nhược khi căn bản chưa từng để cô ở trong mắt Mặc dù là như như thế. Có đều ở kiếp trước khi Diệp Quảng Mãn đi đến Myanmar, toàn bộ hành trình cũng luôn chăm chú theo nhìn hồi lâu, cho nên đối với chuyến đi liên quan đến đổ thạch lần này, trong lòng cũng có thêm vài phần chắc chắn. Chương 730, nhóc con. Diệp Quảng Mãn tuy không hiểu rõ chuyên ngành về đổ thạch này, nhưng hai chữ đổ thạch này có dính đến chữ đánh cược, cho nên đại Thái cũng đều có một chút vận may ở bên trong. Kể cả với những người trong ngành đổ thạch mà dũa hơn mấy chục năm, kinh nghiệm lão là như thế nào hay kỹ xảo phong phú hơn người ra sao đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không dám ra cửa khoe khoang tài năng của mình, nếu không, ngành nghề đổ thạch này chỉ sợ ngay từ trăm năm trước đã mất tích rồi, lúc đó trên thế giới này, há chẳng phải khắp nơi đều là phú hào sao. Từng hình ảnh từ kiếp trước thoáng qua trong đầu của Diệp Quảng Quảng, không bao lâu sau, Diệp Quảng Quảng chậm giải mở hai mắt ra. Nhìn mây trắng ngoài cửa sổ từ từ lướt qua, Cô từ bên trong chiếc túi nãy giờ mang theo người mình, lấy ra một quyển sách có liên quan đến đổ thạch, chuẩn bị ngoan ngoãn làm theo sự dặn dò của tư dạ hàng, trước tiên tìm hiểu rõ một chút về nền tảng đổ thạch. Nhưng cô chỉ mới đem quyển sách kia lật được 3-4 trang. Một cái tay trợt xuất hiện trên sách của cô, đột nhiên cái tay kia giật lấy cuốn sách của cô. Diệp khoảng ngoãn, ngoãn hơi sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên. Lúc này mới nhìn thấy. Lấy cuốn sách của cô, lại là bé trai ước trường 11-12 tuổi kia. Thằng bé đó không có chút nào cảm giác được chuyện mình đang làm là không đúng. Tự ý cầm cuốn sách kia, nên ngang rời khỏi chỗ của quảng quảng sau đó như muốn trở về vị trí của mình. Diệp quảng quảng trợt nhìn về phía thằng bé rồi nói, người bạn nhỏ, có thể đem sách trả lại cho chị được không? T, dựa vào cái gì mà tôi phải trả cho chị? Thằng bé không cho là đúng quay đầu hỏi lại, trợn mắt nhìn Diệp quảng quảng. Diệp Quảng Quảng thấy đứa bé trai này trợn mắt lên nhìn cô quả thực có chút không biết nên nói gì nữa. Trước đây ở trên Weibo thấy qua không ít tin tức có liên quan đến những đứa nhóc như thế này, không nghĩ tới, hôm nay cô lại gặp một vật thể sống ngay trước mắt mình, trước kia cô và Tư Dạ Hàng đã bàn luận về vấn đề có liên quan đến con cái rồi. Cho nên hiện tại thấy cảnh này thật sự không thể trách cô có cảm giác không quá vui vẻ với đứa bé như thế này được. Trắng trợn cầm đồ của người lạ, không những không có chút ấy nấy nào, lại coi đó là một chuyện đương nhiên nó muốn làm gì cũng được. Dù nhìn thấy cảnh đó nhưng đôi vợ chồng trung niên ngồi ở bên cạnh kia, đối với hành động của cậu con trai mình, lại coi như không nghe, không thấy cũng như không có bất kỳ hành vi ngăn lại nào cả, càng không có nửa điểm muốn giải thích với việc khoản bản chuyện đang xảy ra hoặc ý tứ ấy nấy. Hai người là người giám hộ của cậu bé này sao? Chân mày của Diệp Quảng Quảng nhíu lên nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên đó hỏi. Đúng thế đấy, có chuyện gì nào? Người phụ nữ vóc người có chút phát tướng, ánh mắt sắc nhọn lông mày lãnh đạm, không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Hoảng Hoảng. Con của cô cầm đồ của tôi. Diệp Hoảng Hoảng nói. Nghe xong, người phụ nữ kia khinh thường cong khóe môi, quét mắt nhìn cuốn sách mà con mình mới lấy được một chút, sau đó, xem thường nói, không phải chỉ là một cuốn sách thôi sao, tôi thấy cô là người lớn rồi, Sao đo với một đứa trẻ làm cái gì cơ chứ? Cho con tôi mượn xem một chút thì có chuyện gì đâu. Lại nói, loại sách này, cô xem có hiểu không? Một câu nói của người phụ nữ này, quả thực làm cho Diệp Hoảng Hoảng không còn gì để nói nữa. Cái này thật đúng là. Dòng sinh dòng, phượng sinh phượng, con chuột thì đào hang mà. Ý là nòi nào giống nấy đấy. Ba mẹ dạng nào sẽ nuôi dưỡng ra con cái mình dạng đó còn không đợi dịp quản mãn mở miệng, thập nhất trợt rời khỏi chỗ ngồi của mình, trầm mặt một, không nói hai lời, trực tiếp từ trong tay cậu nhóc kia, đem sách đoạt lại. Chú dám cướp sách của tôi. Cậu nhóc nhìn sách trong tay mình bị người khác đoạt đi, nhất thời tức giận, gần như là theo bản năng nhất chân lên, muốn đạp về phía đùi của thập nhất. Bước chân của thập nhất hơi hơi di chuyển một, cậu nhóc kia ngay cả ống quần của anh ta cũng đều không có trạm đến được một chút nào, sắc mặt của thập nhất càng ngày càng âm trầm, khiếp mắt, nhìn cậu nhóc không biết sống chết kia lạnh lùng nói, nhà ai lại có thể dạy ra đồ mất dạy như vậy thế này. Trường 731, trên đường đi gặp cực phẩm. Cậu nhóc bị thập nhất trầm mặt gần một tiếng, ngay lập tức sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không có chút nào trột dạ, lại trực tiếp bị khuất quay mặt sang nhào vào trong ngực của mẹ mình nói. Mẹ! Chú ta mắng con! Anh đang làm gì vậy? nhìn thấy con trai nhà mình bị vĩ khuất người phụ nữ trung niên đâu còn để ý đến chuyện ai đúng ai sai nữa trực tiếp đứng dậy hướng về phía vai trái của thập nhất đẩy đẩy rồi nói anh đường đường là một người đàn ông lại làm chuyện khi dễ một đứa con nít thì có bản lĩnh gì chứ anh là người có mẹ sinh không có cha nuôi đồ phế vật cái gì cơ đứa con nít sao đứa nhỏ này đều đã mười mấy tuổi rồi còn có thể coi là một đứa con nít được sao cô còn đẩy nữa, có tin tôi sẽ đánh cô hay không? Hàng quan trong mắt thập nhất lóe lên, anh ta bình sinh mặc dù không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng đối với loại người không biết lý lẽ như người phụ nữ ở trước mắt này. Hẳn cũng không muốn xem đó là phụ nữ nữa. Chuyến bay đi đến Myanmar này có thể sử dụng máy bay tư nhân mà đến, nhưng hiện tại vãn vãn tiểu thư không muốn tạo tiếng đồn, lung lạc lòng người, cho nên không thể quá đặc biệt hóa chuyến đi này được, nếu không lại phải chịu cảnh miệng lưỡi thế gian cậu đánh tôi sao người phụ nữ kia nhất thời cao giọng lên tiếng cậu là một người cao lớn thế mà lại muốn ra tay đối với một đứa trẻ và một người phụ nữ tay không tất sắc sao cậu có còn biết từ xấu hổ viết như thế nào hay không hả tới đây cậu đánh tôi thử xem cậu là cái thứ gì vậy khi dễ đàn bà và con nít người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn một mực yên lặng, không nói một lời bỗng nhiên đứng dậy, vung quyền làm bộ muốn đánh về phía thập nhất. Nhưng một quyền này còn chưa kịp hạ xuống, mười mấy thành viên ám đội ngồi trên máy bay ngay lập tức đứng lên. Mười mấy người đàn ông thân hình cao lớn cùng nhau đứng dậy, đối với hiệu quả thị giác ở trong máy bay khép kín cỡ này càng dễ thấy hơn. Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt người đàn ông trung niên liền có chút ngây ngẩn, bốn phía mấy chục con mắt nhìn trầm trầm trên người của ông ta, cái cảm giác như đang ngồi trên bàn trông. Nhất thời làm cho người đàn ông đang dương quả đấm ở giữa không trung, đứng nguyên ở chỗ đó, hồi lâu cũng không có thể đánh xuống được tiếng cãi vã bên này truyền tới sự chú ý của mấy tiếp viên hàng không. Thấy trên máy bay xảy ra chuyện, tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới, dùng từ ngữ tốt đẹp, nhẹ nhàng khuyên nhủ, ngăn chặn lại sự mâu thuẫn này. Ban đầu đôi vợ chồng trung niên kia thể hiện sự kiêu căng phách lối của mình là do nghĩ vãng vãng chỉ đi một mình, ai ngờ bọn họ cũng không nghĩ tới bên cạnh cô lại còn có nhiều người như vậy, lập tức cũng không dám tiếp tục ồn ào nữa. Thuận thế mượn lời khuyên của tiếp viên hàng không, xem như là bậc thang bước xuống của mình, lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. Mẹ kiếp, chờ đến Myanmar đi, chúng ta lại đến tìm mấy người này tính sổ. Người đàn ông trung niên mặc dù đã ngồi xuống, nhưng khẩu khí kìm nén kia lại vùi ở ngực, khóe mắt của ông ta quét qua từ trên người đám người dịp khoảng hoảng, lạnh giọng nói, đồ có mắt không trồng, ngay cả lão tử cũng dám trọc, nhìn xem lão tử đến lúc đó không giết chết bọn mày không làm người. Thập nhất lười cùng một nhà toàn những người cực phẩm cỡ này nói nhảm, đem sách liên quan đến đổ thạch giao cho dịp khoảng ngoãn. Sau đó, ám chỉ những ám vệ khác ngồi xuống, mà tiết lệ cùng đoàn chuyên gia kia cũng không có ai nói câu nào, chẳng qua chỉ lạnh mắt nhìn náo nhiệt này mà thôi. Diệp khoảng ngoãn cầm lấy sách, cũng không nói gì nhiều, Xem chuyện mới xảy ra như một đoạn nhạc ngắn mà thôi, nên cũng chưa từng có ý định muốn để ở trong lòng. Tới chiều hôm ấy, lần này chuyến bay cuối cùng đã đến chỗ cần đến. Myanmar, Thành Hát, nhóm người dịp khoảng ngoãn mới vừa đi xuống máy bay không bao lâu, một nhà ba người trên máy bay cũng tới chỗ này. Các người nhiều người nên thấy rất rảnh đúng không, chờ đấy đi. Đôi vợ chồng trung niên hung ác trợn mắt nhìn dịp khoản hoảng Sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân dời đi. Diệp Quảng Quảng quả thực lười so đo với mấy người kiểu này, ngay cả phản ứng muốn trả thù cũng không có, rồi cùng đám người thập nhất lấy hành lý, đi về chỗ cửa ra vào sân bay. Còn chưa chờ mấy người Diệp Quảng Quảng đi ra khỏi sân bay, một người đàn ông đeo kính mặc áo đen, nhanh chân bước tới, trong tay còn dơ lên bản hiệu có ghi tên đám người bọn cô như muốn đón bọn họ vậy. Trường 732, Hành Đỗ Thạch Thập nhất và Tiết Lệ tiến lên, cùng người mới tới chào hỏi, nhìn qua như đã quen nhau sau khi hai bên chào hỏi lẫn nhau người đàn ông áo đen đó liền ý cười đầy mặt nhìn về phía diệp khoảng vãng khách khí mở miệng nói diệp tiểu thư cô thật sự đã đến rồi tôi gọi là mã binh là bạn của hứa dịch tiên sinh tại myanmar được biết lần này diệp tiểu thư đại giá đến đây hứa dịch tiên sinh đặc biệt dặn dò để tôi tới tiếp đón mọi người nghe vậy diệp khoảng vãng gật đầu trước lúc tới myanmar hứa dịch cũng đã cùng cô nói qua chuyện này rồi người gọi là mã binh này, tại thành hát vô cùng có danh tiếng và tiếng nói, nghe nói hát bạch lưỡng đạo đều có chân tay của anh ta, hơn nữa đối với đổ thạch, cũng có kinh nghiệm phong phú. Thành hát ở Myanmar được xưng là thành đổ thạch. Đổ thạch mang lại một nguồn lợi nhuận kết xù, đủ để mang đến phồn vinh với huyên náo cho tòa thành này, nhưng bên trong này cũng là thành phố rất hỗn loạn, an ninh trật tự nơi này vô cùng hỗn loạn, thuộc về nơi dòng vắng lẫn lộn, tự bản thân mình phải bảo vệ chính mình mà thôi có câu nói là, thế lực lớn đến mấy cũng không nên ép buộc đám gián độc, nếu như chỉ dựa vào đám người thập nhất và phong huyền diệt, vẫn còn có chút không ổn, dù sao bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên, hứa dịch mới nhờ đến sự giúp đỡ của Mã Binh. Mã Binh ở thành hát thập phần nổi danh, thuộc thành phần anh chị ở đây. Có Mã Binh bên cạnh cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Anh khỏe chứ, Mã Binh tiên sinh, làm phiền anh rồi. Diệp Quảng Quảng nhìn phía Mã Binh cười nói. Ôi, dịp tiểu thư, cô là chủ mẫu tương lai của tư ra, tôi có thể vì dịp tiểu thư làm việc, thật sự đó là phúc khí của tôi. Hơn nữa, tôi và hứa dịch là bạn thâm giao, năm đó, nếu như không phải là do có hứa dịch trợ giúp, tôi đã sớm đó chết tại Myanmar rồi. Mã binh sảng khoái cười nói. diệp quảng quảng cũng không khách khí nữa, mọi người đi theo mã binh, nhanh chân rời khỏi sân bay. Dọc theo con đường đi. Diệp Quảng Quảng hỏi thăm Mã Binh một chút tình huống ở thành hát và đổ thạch. Mã Binh dĩ nhiên rất sảng khoái mà trả lời từng câu cho Quảng Quảng. Thành hát ở Myanmar được xưng là thành đổ thạch, nhưng cũng là nơi nguy hiểm lớn nhất. Không giống với đổ thạch phổ thông khác, đổ thạch ở thành hát, tất cả các đổ thạch đều là phỉ thúy, giá trị phỉ thúy bây giờ cực cao, trên thị trường quốc tế đều có giá trị lớn vô cùng, với mức lợi nhuận lớn như thế, từng người một đều muốn đến đây hy vọng mình có thể giàu lên trong nháy mắt, vì thế số lượng người đến thành hát nhiều không kể xiết. Hơn nữa, đổ thạch của thành hát, cũng là nơi có đổ thạch đắt tiền nhất trên thế giới. Không nơi nào sánh bằng, tất cả đổ thạch nơi này đều là được quyết định dựa trên màu sắc của kích cỡ viên đá lớn hay nhỏ. Đổ thạch phổ thông quốc nội chỉ có giá dao động từ mấy ngàn tới mấy chục ngàn một cân mà thôi, nhưng ở Myanmar, thành hát này, giá cao hơn không chỉ là một chút, thậm chí cao đến mấy trăm ngàn một cân, nếu như cân một cục đá trên trăm cân, lúc đó cần tiêu tốn ngàn vạn, nhưng một khi mở ra bên trong không có thạch, vậy thì xem như là đã mất hết vốn liếng rồi. Ở Thành Hát, chỉ có hai trường hợp đối với người đổ thạch là phát tài trong một đêm, hoặc là phá sản chỉ trong nháy mắt mà thôi. Những người đổ thạch này, vì muốn nhanh chóng giàu lên, đã có biết bao nhiêu người tán gia bại sản, kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể tại một phút khi mở thạch ra mới có thể biết được, bọn họ đánh cuộc bằng tài sản cũng như tính mạng của mình để chờ đợi giờ phút huy hoàng kia. Ha, Diệp Tiểu Thư, đổ thạch này là kinh doanh, hoặc là một đêm trượt giàu, không thì chính là mất hết vốn liếng. Mã Binh bước nhẹ bước chân tới trước người Diệp Quảng Quảng, nói, thật ra thì, mấy tháng trước, một nhà ở thành hát chúng tôi đổ ra được một khối đá lớn 300 cân, bất luận là theo màu sắc. Phẩm chất, cũng đều được coi là cực phẩm, giá cả lên đến 40 vạn một cân, ai cũng nói rất có thể khai thác ra được vĩ thúy thượng hạng. Không bao lâu sau, một vị phú thương mang theo đoàn chuyên gia giám định đổ thạch đến đây, tốn hơn 100 triệu, mua khối cự thạch này, dịp tiểu thư, cô đoán xem kết quả thế nào? Như thế nào á? Dịp quảng mãn nhẹ giọng cười một tiếng, vẻ mặt cảm thấy hứng thú truy hỏi. Nhưng mà trên thực tế, kết quả chuyện này, lúc ở kiếp trước khi cô tới Myanmar cũng đã nghe nói qua rồi. Trường 733, cô dám đánh tôi. Lúc này, Mã Binh vỗ đùi, nói, tảng đá lớn 300 kg. Hơn 1 tỷ. Kết quả cắt ra, bên trong chỉ là đồ bỏ đi, vị đại ra kia liền nhảy từ tầng 30 xuống, té từ trên cao như vậy. Đối với chuyện này, dịp quán quán cũng rất bất đắc dĩ, đổ thạch chính là như vậy, cho dù có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng không dám nói là có thể thu được nhiều lợi nhuận, nhưng đương nhiên vẫn là nhiều hơn so với người bình thường. Ở thành phố H, có không ít đại gia cũng gặp phải tình huống giống như vậy. Kiếp trước, Tần Nhược Hy có chuẩn bị trước những chuyện này không? Kết quả cũng là thất bại trở về, nếu không có bối cảnh gia đình hùng hậu. Mà giống như mấy vị đại gia khác, bỏ ra một số tiền lớn vô ích, chắc cũng mất hết hy vọng mà tự tử luôn rồi. Mã Binh vừa nói chuyện với Diệp Quán Quán về thành phố Hát và Đỗ Thạch, vừa đưa Diệp Quán Quán và đoàn người đến khách sạn tốt nhất thành phố Hát, thuận lợi sắp xếp phòng cho mọi người xong xuôi, Mã Binh nhanh chóng rời đi. Diệp Quán Quán để cho Phong Huyền và đám người của Thập Nhất nghỉ ngơi một ngày trước cho khỏe. Vào đến phòng trong khách sạn, Diệp Quán Quán sắp đặt hành lý xong, đứng ngay chỗ cửa sổ sát đất, nhìn nhà cửa xe cổ qua lại, có vẻ đăm chiêu. Thành phố Hát của Miến Điện trừ ngành kinh doanh buôn bán đá quý tương đối phát triển ra, thì là một nơi tương đối khá phức tạp. Phía bắc thành phố Hát ở miếng Điện này, chính là một nơi vô cùng nhạy cảm, thậm chí có không ít phần tử khủng bố ở đó. Một thành phố cực kỳ hỗn loạn, lại là mảnh đất trời phú, có thể nói ở đây khắp nơi đều là đá quý, nhưng chỉ cần không cẩn thận một chút, cũng có thể chôn xương nơi đất khách quê người. Nguy hiểm và cơ hội đều đồng thời tồn tại, chỗ này là nơi được rất nhiều người chơi đổ thạch cưa thích chỉ là một nơi tốt, lại phải trôn xương của biết bao nhiêu người bị tán gia bại sản. ầm, một tiếng vang thật lớn, đột ngột kéo Diệp Quán Quán trở về với thực tại. Diệp Quán Quán hơi nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm thanh. cánh cửa phòng chắc chắn, giờ phút này bị nện lên ầm ầm. ầm, qua mấy giây sau, cánh cửa phòng của khách sạn đã bị người ta phá hỏng. cánh cửa vừa bung ra, một đám thanh niên hung hãn xông vào phòng Diệp Quán Quán một đám thanh niên này dáng vẻ lưu manh, trong tay cầm đao, cầm đầu chính là đôi nam nữ trung niên trên máy bay. Chính là cô ta. Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy Diệp Quán Quán đứng cạnh cửa sổ sát đất liền hô to. Nói xong, người phụ nữ trung niên hùng hổ tiến lên. vươn tay ra, vung thẳng đến trên mặt Diệp Quán Quán. Bốp! Ngay lúc bàn tay người phụ nữ vung xuống, Diệp Quán Quán bình tĩnh, động tác nhẹ nhàng chặn cổ tay bà ta lại một cái tác này của người phụ nữ trung niên, cứ như vậy mà bị dịp quán quán cản lại giữa không trung không nhúc nhích được. Cô còn dám chống trả sao? Người phụ nữ trung niên hung ác trợn mắt nhìn dịp quán quán, cô có tin hôm nay bà đây sẽ giết chết cô không? Nghe vậy, ánh mắt dịp quán quán trợt lóe lên, giơ tay tác cho bà ta một. Một tiếng bốt thâm thúy vang lên, vang vọng trong căn phòng. Trên gương mặt người phụ nữ trung niên in dấu năm ngón tay đỏ tươi cô dám đánh tôi người phụ nữ trung niên bị ăn một tác này của dịp quán quán đứng thất thần tại chỗ có chút không tin nổi loại cha mẹ như các người cũng khó trách vì sao lại dạy ra được thứ con cái như vậy dịp quán quán thản nhiên nói con đàn bà thối tha này người phụ nữ trung niên chửi ầm lên giọng nói vừa ngừng lại dịp quán quán lại tắt một bạt tay lên mặt người phụ nữ không ai có thể ngờ rằng người phụ nữ trước mắt nhìn yếu đuối như vậy, nhưng lại có gan tác người ta hai bạc tai, chuyện này làm cho người phụ nữ trung niên cùng với những người đi theo cảm thấy sửng sốt. Trường 734, kết quả bất ngờ. Đánh chết cô ta cho tôi. Người đàn ông trung niên là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lúc này hướng về bốn phía quát lên. Nghe tiếng nói ông chủ của mình, hơn 10 người thanh niên trong nháy mắt tiến lên, vây dịp quảng quảng lại. Diệp Quảng Quảng lạnh mắt nhìn những người vây mình ở giữa, đáy mắt không có chút chấn động nào. Đánh chết cô ta cho tôi. Người phụ nữ che lấy gò má bị đánh sưng đỏ, cao giọng hết. Cô gái này lại dám đánh cô ta sao? Ngay sau đó, những người thanh niên kia ngay lập tức mặt như hung thần áp sát nhào qua phía Diệp Quảng Quảng. Nhưng mà, còn chưa kịp động thủ, mười mấy thân ảnh, bất ngờ xông vào bên trong căn phòng thập nhất cùng phong huyền diệt và mười mấy ám vệ đồng loạt hướng vào giữa phòng nhìn những người kia đang đem diệt khoảng vãng bao vây ở trong đó trong nháy mắt sắc mặt của thập nhất trầm xuống gian phòng của anh ta ngay bên cạnh phòng của diệt khoảng vãng mới vừa rồi nghe được có động tĩnh lớn thì ngay lập tức nâng lên sự cảnh giác có gì đó không đúng lắm lúc này mới dẫn người chạy tới nhưng không nghĩ tới người gây chuyện lại chính là đôi vợ chồng cực phẩm trên máy bay kia bọn họ dẫn người tìm tới đây muốn trả thù ngay sau đó, thập nhất phẫn nộ quát, các người muốn tìm chết sao? Người đàn ông trung niên nhìn đám người thập nhất, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại cười lạnh nói, tìm chết sao? Tôi thấy người muốn tìm chết chính là đám người giác giữ các người đó. Nơi này là thành hát ở Myanmar đó. Là địa bàn của lão tử. Các người là thứ gì chứ? Dù là dòng, là chủ ở nơi khác đến cũng phải thu lại móng vuốt cho tôi, dù hổ báo thế nào cũng phải nể mặt tôi vài phần đấy. Hơn 10 người thanh niên đi theo người đàn ông trung niên nhìn thấy đám người thập nhất, mặt đầy vẻ cười lạnh. Chỉ sợ là đám người ngoại quốc ngu ngốc mới tới này, còn chưa biết được người đàn ông trung niên này có thân phận gì đâu. Người này nghe nói là người nằm vùng tại Thành Hát ở Myanmar của trợ lý hứa dịch ở Tư Gia nước Hoa, cho nên ở Thành Hát cũng có thế lực nhất định. Đám ngoại quốc này cũng là số con dẹp, trêu trọc ai không trêu, hết lần này tới lần khác lại đi trêu trọc đến người đàn ông trung niên này đây không phải là biểu hiện muốn chết sao cặp mắt của thập nhất hơi hơi nheo lại nhìn vẻ kêu căng phách lối người đàn ông trung niên kia sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn bốc khói đánh cho tôi thập nhất cũng không để ý bên kia có bao nhiêu người trực tiếp mang theo mười mấy ám vệ xông lên những người ám vệ này tất cả đều đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh cho nên hơn mười mấy người thanh niên như một đám người ô hợp kia rơi vào trong tay những ám vệ này làm gì có lực mà chống đỡ. Không quá nửa phút, hơn 10 người thanh niên liền bị đánh ngã trên đất, thống khổ dên dĩ liên tiếp kêu dên, làm gì còn có sự kêu căng phách lối mới vừa rồi nữa. Mắt nhìn thấy người mà mình mang tới, trong chớp mắt thì bị đánh ngã hết, vẻ đắc ý trên mặt của đôi vợ chồng trung niên trong nháy mắt đông đặc băng liệt. Đều là người được huấn luyện sao? Người đàn ông trung niên sững sờ tại chỗ, mười mấy người này, thân thủ của mỗi một người đều là bất phàm, người bọn họ mang tới đều là lưu manh, đừng nói là muốn phản kháng một vài chiêu, căn bản đều bị nhấn trên mặt đất, không có bất kỳ lực chống đỡ nào. Thấy vậy, người phụ nữ cao giọng mắng, các người mù mắt rồi sao? Chúng ta là người của tư gia nước hoa, các ngươi dám đụng đến một cọng lông sợi tóc của chúng ta thử xem. Trong nháy mắt khi tiếng gào của người phụ nữ vừa dứt, nhóm người thập nhất, nhất thời sửng sốt một chút. Nước hoa tư ra sao? Người phụ nữ thấy vậy, còn tưởng rằng danh hiệu tư ra này có thể chấn trụ được những người này, lúc này vô cùng đắc ý nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khôi phục vẻ phách lối mới có vừa rồi, sau đó nhìn đám người thập nhất lạnh giọng cười nói, bất kể các ngươi là người phương nào, trêu trọc tôi, liền không có kết quả tốt đâu. Nhưng mà, ánh mắt đám người thập nhất nhìn đôi vợ chồng này càng thêm quỷ dị đứng một bên diệt quảng quảng cũng thật bị danh hiệu mà đối phương mới nói ra làm cho có chút sợ rồi